Tất cả nguyên liệu hôm nay là Vương đang giới thiệu các bạn rất là dễ tìm và dễ làm, gồm có là nghệ, ớt bột, mật ong, sả bằm, ngũ vị hương, bột cà ri, nước mắm, dầu hào, màu điều, ớt, tỏi, hành tím và gừng. Đi kèm nó không thể thiếu, đó là thăn bò. Mình sử dụng là thăn bò. Mình sẽ sử dụng thăn bò nhưng mà mình sẽ cắt ngược, bị ngược sớ nó. Cắt ngược sớ để làm gì? Để sau khi chúng ta xé thì nó sẽ theo sợi. Sau khi các bạn cắt, các bạn sẽ được thấy là phần bò nó bị ngược sớ như thế này. Khi mà các bạn áp chảo nướng lên hoặc là áp hay là làm như thế chín, các bạn sẽ xé sợi, nó sẽ đi theo từng tầng sợi. Và các bạn muốn thơm, ngon, mềm thì các bạn sử dụng bằng búa đập. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái gang bếp thì cũng sẽ thiếu một số đồ. Thì cái mẹo như thế này, mình sẽ chở cán dao, không có búa đập mình sẽ sử dụng cán dao. Ok, xong. Thì các bạn bật lửa thì tầm cỡ như cho 2 phút cho cái chảo nó thật là nóng để cho nó cứ giữ cái độ bò nó có màu và nó có mùi. Đầu tiên chúng ta sẽ không sử dụng bằng dầu nhé các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ áp chảo. Để làm gì? Để lấy dấu trước. Trong miếng bò, sau khi chúng ta áp chảo nó sẽ có ra rất là chảy nước rất là nhiều. Nên các bạn cứ để lửa bình thường, đừng hạ nhiệt nó. Chúng ta áp chảo khoảng như 50%. Lát này chúng ta sẽ chuẩn bị chế biến cái phần công đoạn. Rồi, quá tuyệt vời. Nghe mùi rất là thơm luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta tắt lửa. Chúng ta sẽ để cho nó nguội. Lát nữa rồi chúng ta sẽ xé. Đi kèm song song đó. Ok, xong công đoạn thứ nhất. Công đoạn thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị pha sốt. Vương sẽ giới thiệu các bạn sử dụng bằng muỗng và định lượng cho nó dễ thế nào. Hiện tại trong này Vương sẽ dùng nửa ký thịt bò thăn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như thế này. Nửa muỗng, một muỗng nhé, một muỗng đầy, một muỗng lưng thôi, bột nghệ, một muỗng cà phê. Ai ăn cay thì các bạn cứ bỏ thêm thôi. 2 muỗng ớt bột. Tới trên tay tôi hiện tại là ngũ vị hương. Nếu các bạn không kiểm soát được cái ngũ vị hương và cái bột cà ri, nó sẽ dậy cái mùi và gây người ăn rất là khó chịu. Nên tôi sẽ đánh này, một muỗng bột ngũ vị hương và nửa một bột cà ri. Ok, tiếp theo là mắm. Tôi sẽ dùng 2 muỗng nước mắm. Tiếp theo là dầu hào. Dầu hào nó tạo cái sự cân bằng, nó tạo sự cân bằng có thể. Một muỗng nhé. Và muốn tạo cái màu đẹp thì các bạn cần phải có thêm màu điều. Tôi sẽ cho 2 muỗng màu điều để tạo màu lên. Đi kèm của nó là không thể thiếu là sả. Tôi sẽ cho 1-2 muỗng sả nhé. Như nãy tôi đã nói, mật ong. Mật ong, lý do tại sao tôi sử dụng mật ong, bởi vì mật ong là nó cái vị rất là thanh, nó sẽ không ngọt gắt. Mình sẽ dùng 2 muỗng mật ong. Làm thêm gừng nhé các bạn. Mình có gừng này. Ok, tiếp tục là hành tím. Ok,
Tiếp tục là tỏi, mình sẽ dùng 100g. Rồi tiếp tục là công đoạn là xé bò. Bây giờ Vương sẽ múc riêng ra. Và Vương sẽ ướp cái này trong vòng 4 tiếng, bỏ tủ mát nhé các bạn. Ok, sau khi mà chuẩn bị được 4 tiếng, mình bỏ trong tủ mát 4 tiếng thì mình sẽ lấy ra. Wow, quá tuyệt vời. Chúng ta sẵn sàng bỏ bếp ra nhé. Và cái lần này bếp nó sẽ không còn để lửa lớn nữa, mà chúng ta sẽ để lửa nhỏ để tao cái vị nó từ từ nó chín từ từ chứ không phải là xào một lửa lớn giống như mà a la carte.